Hôm nay Huyền thoại Hải Tặc cập nhật chuỗi sự kiện mới anh em ạ. Đầu tiên là con thú cưng mới Inupe ở đây anh em ơi, bậc SS luôn anh em nhá. Trông cái quả mũ của nó hài hước thế nhỉ. Con Inupe này tạo hình thì mặt là con chó này, tay là chim cánh cụt, còn đâu chân thì lại là chân vịt đấy anh em nhé. Nhìn con này có vẻ rất là hiếu chiến bởi vì nó đang đá một phát này anh em ạ. Nhưng mà người nó băng bó đầy mình, chứng tỏ là thanh niên Inupe này rất manh động nhưng mà đánh nhau toàn thua. Bị kẻ địch đấm cho bầm dập anh em ạ. Bị động của em Inupe này thì có khả năng là tăng tấn công cũng như là xuyên thủ cho chủ nhân anh em nhá. Kỹ năng thứ hai là chủ nhân được tăng 50% sát thương cuối lượt. Ôi hôi, thế này trang bị cho Ace Overlord thì khả năng rất chi là hợp lý này. Cái chiêu thức thứ ba, trước khi chủ nhân hành động tăng cho chủ nhân 50% sát thương chuẩn, duy trì trong vòng 3 lượt luôn anh em nhá. Bởi vì là Ace vừa có sát thương cuối lượt, vừa có sát thương trực tiếp, tức là sát thương chuẩn, rất chi là ngon lành cành đào nha. Em này có vẻ hợp với cả Ace Overlord đấy anh em ơi. Tất nhiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng có 3 sự kiện mặc định là chiêu mộ đặc biệt, su vòng quay cũng như là chiêu mộ đại hải tặc anh em nhá. Và ba cái sự kiện mặc định này thì chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều cái nón Big Mom này anh em ơi. Ồ, mình có thấy có cả trái ác quỷ nữa. Trái ác quỷ này thì mình sẽ có thể đổi được rất là nhiều cuốn trục L1, L2 đây. Sự kiện tiếp theo là shop huy hiệu danh S. Thì ở thời điểm hiện tại mình mới chỉ có 6 cái huy hiệu thôi. Thế này thì đổi được cái gì đây? Ồ, lâu lâu không vào thì mình thấy là cái shop huy hiệu danh S này bây giờ nó đã cập nhật thêm xu vàng cũng như là xu bạc. Hai cái này dùng để quay ở vòng quay trái ác quỷ anh em ạ. Hôm trước thì mình cũng đã săn xì trái ác quỷ cho Ace Brothers rồi, nên có lẽ ở những lần tới mình sẽ tích lũy thật là nhiều xu vàng xu bạc để có thể chiêu mộ một phát ra luôn anh em nhá. Sự kiện tiếp theo là shop cỏ 4 lá. Ôi may quá, bởi vì là mình đã rất tích cực chiêu mộ xu may mắn, thế cho nên bây giờ mình đã có 6.900 điểm và đổi được thêm một số những cái thùng bia nữa, 65 thùng bia anh em ạ. Ôi, chỉ còn 80 điểm nữa thôi là mình có thể đổi thêm được 5 thùng bia nữa này anh em. Wow, xu vàng với cả xu bạc bây giờ nó cũng vào trong cái shop cỏ 4 lá luôn anh em ạ. Sự kiện tiếp theo là kho báu huyền thoại. Ở trong này thì mình có thể mua được thùng bia, cốc bia vàng, xu may mắn, các kiểu con này đều luôn. Tuy nhiên như anh em có thể nhìn thấy kim cương của mình chỉ có lại 887 thôi, thì làm sao mà đủ để mua được cái gì bây giờ. Ở trong cái sự kiện đăng nhập này thì mặc dù là Ace Brothers nằm ở đây đấy, nhưng mà chỉ là mô thôi anh em ạ. Bởi vì mình sẽ không bỏ 249k để lấy em Ace Brothers ở trong này đâu. Với 249k thì mình hoàn toàn có thể mua được 2 đến 3 mô hình Ace ở trên shop e rồi. Nếu anh em cũng cùng chí hướng với mình thì có thể click vào giỏ hàng ở góc dưới bên trái màn hình để có thể sở hữu cho mình một vài mô hình Ace anh em nhá. Nếu như anh em nào mà đã mua rồi thì nhớ vào trong group Flex mô hình One Piece của mình để khoe cho nó chất chơi người rơi anh em nhá. Đối với những anh em nào mà thiếu phôi 10 sao mà lại thừa phôi 5 sao thì ngày hôm nay chúng ta cũng có sự kiện đổi lính chỉ 10 sao đây, khá là ngon lành cành đào. Mình cũng dư khá nhiều là cái đá tím này anh em nhá. Nên mình sẽ cân nhắc đổi 1 lấy 2 em để làm phôi dần dần anh em ạ. Sau này thì mình thấy sẽ tốn rất là nhiều phôi lính chì 10 sao như thế này anh em ạ. Mình hơi tiếc ngày hôm nay có sự kiện triệu tập hải tặc. Tuy nhiên là thùng bia cũng như là cốc bia vàng của mình không có nhiều để có thể là chiêu mộ ra những cái vị tướng 5 sao minh mẫn, thông minh, các kiểu có đặc điểm để có thể sở hữu thêm mảnh cũng như là những cái món trang bị khá là ngon lành nha anh em. Ồ, để mình xem truy nã ngày hôm nay có gì đây. Wow, Aokiji Kuzan, Zephyr luôn này anh em ơi. Trời ơi, căng thẳng vậy sao? Uầy, có cả Karasu long này, shop Wano này, Shiki sư tử vàng này anh em ơi. Và trời ơi đất hỡi, thực sự luôn. Cái gì thế này? Hôm nay có cả truy nã tứ hoàng xanh anh em ạ. Cay thế nhở. Mình đang rất muốn tích tài nguyên rồi, nhưng mà game cứ khều ra như thế này thì làm sao mà có thể cưỡng lại được đây. Bực thực sự anh em ạ. Theo anh em là mình có nên xả thùng bia để chơi hay không đây? Hay là chúng ta lại tích lũy lại để chờ tướng mới vào tuần sau nhỉ? Anh em nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và hôm nay sự kiện bot Akenu thì mình vẫn bắn được thêm phát. Đấy, lụm thêm 300 kim cương, nâng tổng số kim cương của mình lên 1187 anh em ạ. Hơi nghèo nàn tí nhỉ. Shop Akenu tuần này thì chắc là mình sẽ chỉ đủ tài nguyên để đầu tư vào một vài cái dương may mắn Ace Brothers mà thôi. Do là mình sẽ không thể nào mà đủ tài nguyên để mua những cái cuốn trục L1, L2 ở đây. Hy vọng rằng là khi mà lấy được mấy cái dương Ace Brothers này thì mình cũng không mong gì là có thể sở hữu được em Ace Brothers luôn đâu. Nhưng mà có thể lấy thêm được thùng bia cũng như là su may mắn thì ngon lành cành đào quá anh em ơi. Thực ra sự kiện nằm liên tiếp tuần này khá là ngon dành cho những anh em nào mà có đầu tư anh em nhé. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta đầu tư 20-25k vào đây là sau một tuần chúng ta có thể sở hữu thêm được một em Ace Brothers nữa. Thì nó sẽ rất ngon lành cành đào đấy. Khi mà Ace Overlord của anh em nâng được lên cao thì ui dồi ôi, hoàng đấy. Thì anh em nông dân chỉ biết khóc mà thôi. Tương tự như thế thì những anh em nào mà có lúa có thóc đấy, đầu tư 3.000 điểm XP vào đây thì chắc chắn là sẽ sở hữu được thêm một em Ace Overlord nữa rồi. Trông rất chi là thèm thuồng anh em nhá. Và tất nhiên rồi, những anh em nào mà nạp vào đây chắc chắn sẽ quan tâm đến cái gói 499k này. Bởi vì kiểu gì thì kiểu cũng có thể sở hữu được thêm một em Ace Overlord nữa ở trong này. Quá là ngon lành luôn đi. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cuốn trục L2, L1 nữa chứ. Ủa, thèm thế. À, mình quên mất đấy, ngày hôm nay thì không biết là có anh em nào đã tích lũy được nhiều la bàn để có thể là chơi cái sự kiện triệu hồi thú cưng hay chưa. Bởi vì là trong mấy cái vòng quay triệu hồi thú cưng này thì chúng ta đã có thêm một cái dương mảnh Inupe nữa rồi anh em ơi. Có lẽ đây chính là cái thời điểm để anh em có thể xả hết tất cả những cái la bàn đi để có thể kiếm thêm một em pet mới cực kỳ ngon lành cái nào nhá. Còn mình thì mình mới chơi cho nên là chưa có nhiều la bàn để mà xả trong ngày hôm nay mất rồi. Tương tự như thế thì vòng quay ác quỷ thường cũng như là vòng quay ác quỷ cao cấp thì anh em bung lộ tài nguyên có thể thu về rất nhiều cái nón Big Mom này và cả bánh lái chiêu mộ này nữa anh em ạ. Rồi, lại còn có thêm cả chìa khóa vượt ngục với chứ. Bởi vì là hôm nay chúng ta cũng có cập nhật thêm sự kiện vượt ngục rồi đây anh em ơi. Nhưng mà mình thì chưa có một cái chìa khóa nào cả, do là chưa có tài nguyên để chơi bất kỳ những cái sự kiện nào cả. Sự kiện mà tuần này có lẽ mình chơi được chắc chỉ là cái tiệc kẹo Big Mom này thôi. Nhưng mình sẽ không chơi full được tất cả đâu, do là có bia vàng mình tích lũy này, thùng bia mình cũng tích lũy này. Hoàn thành nhiệm vụ 4 sao thì khả năng cao là mình sẽ hoàn thành được và thu thập 100 thuyền viên 5 sao. Ôi, được cái chứ. Mình sẽ đi ghép mảnh luôn anh em nhá. 2 thuyền viên này. Rồi, đầu tiên này, tiếp tục này. Ở đây là 8 nữa là 10 này anh em ơi. Để mình xem có những thuyền viên 5 sao là mình sẽ ghép hết anh em nhá. Ở đây có thêm nữa là 11 này. Thôi chết rồi, nhưng mà mình tốn khá là nhiều mảnh đấy chứ. Ui dồi, 13 này, 14, không biết là có đủ để thu thập 100 thuyền viên 5 sao hay không đây anh em ơi. 15. Trời ơi, bây giờ mới được 15 thôi à. 16 nè. Và thêm một em Soge King nữa là 17 anh em ạ. Ồ, Lucy 3 em liền. 20 rồi. 21. Tuyệt vời quá. 5 em Ushop nữa là bao nhiêu đây? 26 rồi nè. Thêm một em đô Flamingo nữa, 27 luôn. Và đây có em Izo 30, tuyệt calaver. Tiếp tục một em nữa, 31. Ở đây 4 em luôn, hay quá, 35 luôn nè. Ở đây là 3 em à. Ui, 38 luôn. Thêm 2 em nữa là 40 rồi. Một nửa chặng đường rồi anh em ạ. Ở đây 5 em Bepo nữa là 45 anh em nhá. Tuyệt calaver này. 45 ở đây là bao nhiêu em đây? 7 em nữa là 52. Wow, một nửa chặng đường đã đi qua rồi. 53 anh em ơi. Tiếp tục 4 em nữa, đó chính là 55 anh em nha. Ui, khả năng tính toán của mình kinh khủng đấy. 58 này. Và 2 em nữa, 60 anh em ạ. Còn đúng 40 em nữa thôi. 61 này. Thêm 4 em nữa, đó chính là 65. Và Ichiji là 66. Thêm em Mecha Frankie 67 nè. Tiếp tục Ace Overlord, thôi chắc là phải ghép luôn đây. 68. Thôi xong rồi, mình còn thiếu tận 32 em nữa cơ thì mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy anh em ạ. Ôi, nhưng mà mình nhận được cái thư gì đây? Ồ, có thêm mảnh này anh em ơi. Ôi ôi ôi, có bia vàng các kiểu luôn này. Ồ, có thêm mấy mảnh nữa này anh em này. Ôi, ghép luôn, ghép luôn. 68, đây là 69. Ui, Zoro New World. Và đây là 70. Lo mới đau chứ anh luật à. 71. Trời, Aokiji Kuzan luôn này. Tuyệt cả là vời luôn. Ôi, ngon đấy chứ. Và đây là ui, Xuân Cố Bắc Kỳ à. Đây cũng là một trong những cái vị tướng mà ở thời điểm nó ra mắt bá đạo vô cùng anh em nhá. 72 em rồi anh em ơi. Ồ, mới đã nhầm, thực tế là 74 em rồi cơ. Chắc là lúc trước mình đã ghép đâu đó là 2 em 5 sao rồi mình không để ý anh em nhá. Còn cái nhiệm vụ 4 sao này thì liệu rằng mình có thể hoàn thành nữa hay không, khi mà bây giờ mình mới chỉ có một nhiệm vụ 4 sao được hoàn thành mà thôi. Còn lại mấy nhiệm vụ lưu tiêu diêu này thì ôi dồi ôi quá anh em ạ. Nếu như bây giờ mình dùng kim cương để reset thì thực sự với anh em luôn là rất tốn kém anh em nhá. Có lẽ là mình vẫn phải xả thêm thùng bia để kiếm thêm tướng 5 sao thôi anh em ạ. Bởi vì tuần này thì chúng ta vẫn có cái tỷ lệ ra được vị tướng Ace Brothers nên mình vẫn muốn thử nhân phẩm xem như thế nào anh em nhá. Ok, xả luôn này anh em ơi. Xem được mấy vị tướng đắp ra đây. 1 em nữa này. Mình còn thiếu tận 26 em nữa cơ. Rồi, Ace Brothers đi. Ui, 2 em nữa. Trời ơi, Ace Brothers, Ace Brothers, Ace Brothers. Trời ạ. Tiếp tục nào. Ôi giời ơi, đen thế nhờ. Ui, Aokiji à, giật cả mình. Ôi, đen quá anh em nhỉ. Ồ, thêm một em thứ 5 sao nữa rồi. Ui dồi, em nữa đi. Ace Brothers thì sao? Bepo anh em ạ. Và 10 thùng cuối cùng anh em nhá. Trời ơi, buồn thực sự luôn. Cốc bia vàng thì sao đây? Cốc bia vàng mình cũng sẽ xả thêm một chút nha anh em. Ok, ở đây thì mình có thể thấy là bao nhiêu em đây. Ồ, chính ra là xả bên cốc bia vàng này, cái tỷ lệ ra từ 5 sao nó nhiều hơn rất nhiều anh em ạ. Thêm một thứ 5 sao nữa này. Ở đây thư mình cũng có thể nhận lại một số những cái phần thưởng rồi. 20 thùng bia nha. Ôi, 50 cốc bia vàng nữa này anh em ơi. Ồ, có thêm thứ 5 sao nữa. Ôi, ngon đấy. Khả năng cao là mình đã đủ nhiệm vụ rồi anh em ơi. 700 kim cương nữa này. Thêm tí. Ui, tiếp tục một bộ trang bị. Ui, có mảnh tiếp. Mình sẽ đi ghép nốt anh em nhá. Đây rồi. Ghép luôn. Được bao nhiêu? Ui, thông minh. Ui, Kaido 2 merit luôn này. Ngon lành luôn. Ui, Akainu kìa. Tiếp tục 2 em nữa đi. Wow, ui, Karasu luôn. Vãi cả trưởng thật, hên thế nhở. Oh my godness. Thế là mình hoàn toàn có thể nâng cấp thêm cho em Karasu của mình lên rồi. Ui, chính ra nó lại hên anh em ạ. Không hề lỗ một tí nào luôn. Wow, nhưng mà tướng 6 sao của mình đã hết rồi. Giờ thì mình sẽ phải ghép thêm tướng 6 sao tí anh em nhỉ. Nhanh nhẹn né. Đấy rồi, Soge King thì có rất nhiều luôn. Mình sẽ ghép 4 em nữa. Lên luôn, một phôi 6 sao cực kỳ đơn giản anh em nhá. À, bây giờ thì Karasu của mình hoàn toàn là có thể nâng cấp lên 9 sao rồi. Tuyệt vời quá. 1 em, 2 em. Và đây, thôi 6 sao cho luôn anh em ơi. Yeah, thế là lên được 9 sao rồi. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp luôn lên level 200 anh em nhá. Tuyệt cả là vời luôn. Uầy, có một cái thành tựu gì đây? À, Belly à. Ôi, quay trở lại để ghép mảnh nào anh em ơi. Sắp đủ rồi. 5 tướng nữa này. Wow. Thêm một mảnh nữa đi. Ok, một em nữa không biết là đủ hay chưa đây anh em ơi. Vẫn chưa đủ kìa. Bao nhiêu rồi đấy? Bao nhiêu rồi? 88 rồi. Tức là mình chỉ còn thiếu đâu đấy là 12 em nữa thôi anh em nhá. Đây rồi, em này chỉ còn 11. Thêm em này nữa, chỉ còn 10. Đếm ngược nào anh em ơi. Chỉ còn 9 thôi. Còn 8. Tuyệt vời. Ôi nhưng mà còn 7. Ui, vẫn thiếu 7 em nữa cơ à? Căng vậy. Thế thì để mình ghép hết tướng 4 sao cũng như là 3 sao để xem là có ghép thêm được vị tướng nào hay không anh em nhá. Sau khi ghép mảnh xong thì mình vào luyện tướng. May quá, ghép được một em. Thế là còn 6 luôn anh em ạ. Ui, vẫn ghép thêm được em nữa này. Còn 5, tuyệt vời. Ui, nhưng mà hết mất rồi. Bên này thì sao? Bên này thì sao? Hay quá, còn 4 luôn. Còn ở đây thì sao? Không có rồi anh em ơi. Thành tựu thì sao đây? Tướng 5 sao không? 800 kim cương anh em ạ. Ôi, được nhiều kim cương phết nhở. Vậy thì mình sẽ phải vào chiêu mộ cốc bê vàng để chiêu mộ lần lượt anh em nhá. 10 thùng một thôi. Ui, chưa được em nào cả. Em này thì sao đây? Có không? Có không? Ui kìa, cho tầm 2 em đi xem nào. Ôi, một em nữa rồi, còn 3 thôi. Ui, còn 2 thôi. Cố lên. Còn một, please. Hay quá. Vá. Trời ơi. Đấy, 3 mảnh tướng 4 sao nữa này. Thêm ở đây nữa, 1 em nữa này. Không biết là có thể luyện được thêm 1 em nữa hay không. Chỉ cần đúng 1 em nữa thôi anh em nhá. Uầy, vãi cả bìu thật. Vừa đủ 1 em cuối cùng anh em ạ. Được luôn. Thế là mình đã đủ cái nhiệm vụ rồi đấy anh em ơi. Ơ kìa, đâu rồi? Hả? Cái gì thế này? 96 á? Vẫn còn thiếu 4 em nữa. Ủa, có khi nào đấy sai không anh em nhở? Ở đây nó có tính hay không ta? Nếu như mà nó tính thì bây giờ nó phải nhảy lên 97. Nhưng mà không anh em ạ. Câu trả lời là trong luyện tướng này nó không tính cho mình rồi. Không thể tin được anh em ơi. Lú quá trời luôn. Kết này không vui tí nào anh em nhá. Vẫn còn 4 em nữa cơ anh em ạ. Thế thì mình vẫn phải xả thêm cốc bia vàng thôi anh em ơi. Hy vọng rằng là đây rồi. Còn 3 em anh em ạ. Còn 2 em. Làm sao? Đấy nữa. Chắc chắn là sau này là mình sẽ có thêm được 1 em nữa này. Ui, thế là đủ rồi anh em ơi. Ghép mảnh nữa này. Chiu. Rồi, Soge King luôn anh em ạ. Thế thì đây, cuối cùng thì mình cũng đã có thể kiếm thêm được rồi anh em nhé. Trời ơi. Đấy là những cái nhiệm vụ bình thường thôi. Còn ở trong nhiệm vụ Big Mom này cơ. Hả? Tại sao vẫn còn thiếu 1 em nữa? Trời ơi, có vẻ như là nó không tính ghép ở đây rồi anh em ạ. Trời ạ, không thể tin được. Thế này thì mình sẽ tiếp tục là chiêu mộ thùng đặc biệt vậy. Đây rồi, chính xác đi. Ace Brothers đi please. Trời ơi, đi ra này có rất là nhiều em tướng 5 sao nhưng mà không có Ace Brothers anh em ạ. Bắt cuối cùng đi. Ui, anh luật mới đầu chứ. Luật Wano anh em ạ. Rồi, thế thì mình sẽ ghép mảnh thêm một phát nữa anh em nhá. Hợp thành luôn này, Apu. Cuối cùng thì mình cũng có thể là làm xong cái nhiệm vụ ấy rồi. Kiếm 50 thùng bia và 30 cái nón. Mà khó vậy sao? Và với 98 cái nón Big Mom thì mình sẽ vào trong cái phần tướng L1 thôi. Bởi vì tầm này là mình không có đủ tài nguyên để chơi luôn tướng L2 cũng như là bảo vật anh em ạ. Mình sẽ chọn lấy em Bartholomew Wano nhá. Mình sẽ ưu tiên cho em nó lên 10 sao trước anh em ơi. 25 thì vừa đủ luôn này. Ồ, 50 mảnh nè. Tiếp tục nè. Trời ơi, đen vậy. Cái phát cuối cùng nó mới ra được anh em ạ. Còn lại thì mình sẽ vào trong cái phần vật phẩm này và lựa chọn lấy 1000 mảnh album nha. Cái này có vẻ là ngon nhất rồi. 15. Ui, 2000 kim cương cũng được này. Phát này. Ui, không đủ kìa, mình quên mất. Ok, nhìn chung là chuỗi sự kiện tuần mới. Ngày đầu tiên mình chỉ có thể chơi được như vậy thôi anh em nhá. Nhưng dù sao thì cũng có thể nâng cấp được một chút cho em Karasu cũng như là lấy thêm phôi cho Bartholomew rồi anh em ạ. Cũng đang dần xịn xò con bò lên rồi. Và nếu như anh em cũng đang tìm kiếm một vài những cái mô hình One Piece xịn xò con bò ngon bổ rẻ thì có thể click vào giỏ hàng ở góc dưới bên trái để sắm về cho mình một vài mô hình để coi cho nó chất chơi người rơi anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.